Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay hai chiếc Longines. Đây là hai chiếc thuộc dòng Flagship, một trong những cái dòng mà có thế mạnh là độ mỏng. Chiếc này, hai chiếc thì mang cho mình cỗ máy automatic của Longines, nhưng nó chỉ mỏng chỉ 7,5mm mà thôi, như một cỗ máy pin anh em nhé. Sẽ dành cho anh em nào mà thích cái độ mỏng của đồng hồ, có thể xếp dòng Slimline. Đây là một chiếc sử dụng niềng benzen thiết kế dạng chia tầng giật cấp với đường kính sử dụng là size 36mm, phù hợp với anh em cổ tay trung bình và tay nhỏ. Anh em cổ tay cái tầm 16cm trở xuống đeo rất là đẹp. Đó. Trên tay thì anh em thấy được cái vẻ đẹp của cả hai chiếc. Bây giờ mình sẽ lên tay chiếc mặt xám. Hai chiếc ngày hôm nay mình giới thiệu với anh em là một chiếc thiết kế mặt trắng và một chiếc mặt xám. Đó. Mặt xám lông chuột. Cả hai chiếc thì đều được thiết kế mặt trải tia. Lịch ngày bố trí tại góc 3 giờ. Toàn bộ kim cọc thì đều được bắt sáng rất là tốt. Mặt kính sapphire nguyên khối này, đúng chính nằm tại góc 3 giờ. Đây là hai chiếc với cùng thiết kế, chỉ khác màu sắc ở mặt số thôi. Chiếc mặt trắng và mặt xám. Toàn bộ dây của chúng ta thì được hoàn thiện phay bóng, rất là sáng, thép 316L. Đó. Hai chiếc thì đều mang cho mình cỗ máy Calibre L6 19.2. Anh em thì thấy đánh vân rất đẹp anh em nhé. Ở vị trí bay lần thì nằm ở góc này. Mình sẽ xoay đi cho anh em xem. Đó. Đây là hai chiếc lướt độ mới còn rất là cao. Và với cái cỗ máy Calibre L6 19.2 này thì chúng ta sẽ có đầy đủ là 21 chân kính, tần số sử dụng là 28.800 bph và thời lượng trước cót là 42 giờ. Đó. Độ chống nước của cả hai chiếc là 30m, tương đương với 3 ATM. Anh em có thể đi mưa rửa tay thoải mái. Và với chiếc hai chiếc Longines này thì bên mình về với tình trạng là lướt qua sử dụng độ mới cao và còn đầy đủ bóc của hãng đi kèm. Và giá để giao lưu từng chiếc là 15.500.000, giá giao lưu đầu xuân năm mới anh em nhé. 15.500.000 cho một sản phẩm. Hàng bên mình thì cam kết chính hãng và bảo hành 6 năm nên anh em an tâm sử dụng. Đó. Anh em có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Anh em ở xa bên mình có hỗ trợ ship COD, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên thì với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10%, bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu